Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, nếu như bạn nào có từng đi tham quan du lịch ở các vùng địa hình núi, ví dụ như tại thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng của Việt Nam chẳng hạn, đến đó các bạn sẽ có cảm giác se lạnh và càng về đêm sẽ càng lạnh. Khi đó, các bạn có từng suy nghĩ lý do tại sao không? Vì sao càng lên cao càng lạnh? Hay nói cụ thể hơn đó là càng lên cao, nhiệt độ càng giảm. Trong video này, phần nào sẽ giúp các bạn hiểu được vấn đề. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây. Như các bạn đã biết, nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu cho mặt đất là bức xạ mặt trời. Quá trình bức xạ mặt trời đến bề mặt trái đất được phân bố như sau. Nếu nguồn bức xạ là 100% thì 30% bị phản hồi vào không gian trước khi đến trái đất, 19% bị khí quyển hấp thụ, 47% được bề mặt trái đất hấp thụ, 4% tới bề mặt trái đất lại bị phản hồi vào không gian. Như vậy, nhiệt cung cấp chủ yếu cho không khí ở tầng đối lưu là nhiệt của bề mặt trái đất được mặt trời đốt nóng. Nhiệt lượng do mặt trời mang đến bề mặt trái đất luôn thay đổi theo góc chiếu của tia bức xạ mặt trời. Nếu góc chiếu lớn thì lượng nhiệt nhận được càng lớn và ngược lại. Ánh sáng từ mặt trời chiếu đến trái đất hầu hết bị phản xạ trở lại vũ trụ. Khoảng cách từ mặt trời đến trái đất là rất xa, trung bình khoảng 150 triệu km. Mặt đất và không khí chính là những nơi hấp thụ ánh sáng mạnh nhất. Càng lên cao, không khí càng loãng, bức xạ mặt đất càng mạnh, tức là sự hấp thụ ánh sáng càng giảm. Chính vì vậy, càng lên cao bạn cảm thấy lạnh hơn ở dưới. Theo nghiên cứu và thống kê của các nhà khoa học, trung bình cứ lên cao 100 mét, nhiệt độ giảm đi 0,6 độ C. Như vậy, ví dụ như trên đỉnh núi Everest có độ cao 8.848 mét so với mực nước biển, đến đây chắc chắn các bạn sẽ tính được nhiệt độ trên đỉnh núi này giảm bao nhiêu độ C rồi nhé. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này thú vị, xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.